nhà chung đón ngày mới với những vệt nắng vàng trên từng tán lá. Tiên và Linh dậy từ rất sớm vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì không thực hiện được thử thách ngày hôm qua. Còn phía trước hiên nhà có một chàng trai đang mãi thẫn thờ với những suy tư của chính mình. Hết chỗ được cái dĩa nào á. Mới kẹo. Kim cũng có một cái vậy nè. Biết mà, màu đỏ mới mua. Chín luôn. À. Nhưng mà chín thích dữ mà. Chị thích Kim. Ồ, thích Kim luôn rồi. Thứ hai mình... Học. Ờ, chị nói chuyện với Hằng nhiều là nói về Kim. Và anh hỏi Hằng cách nào để chinh phục Kim. Hằng nói thì cứ là cố gắng làm hết sức mình. Chứ bây giờ còn có hai ngày khó lắm. Ai cũng thích Kim mà. Có ai cũng nhưng mà thích nhưng mà không gì à. Thích thì kiểu bạn bè nói chuyện á. Đúng, phải bạn bè chứ. Thì bạn bè lâu rồi mới yêu được. Thế vậy đúng không? Đúng. Hay là ngày cuối tỏ tình, có nghĩa là tỏ tình theo kiểu là muốn tìm hiểu Kim. Khoa sẽ nói với Kim là Khoa muốn có cơ hội để tìm hiểu. Nói chuyện nhiều hơn. Đúng rồi, nói chuyện nhiều hơn. Chứ không phải là Khoa nói là làm người yêu. Cái đó, hai cái đó nó khác nhau. Nghĩa là bắt đầu tìm hiểu nhau, bắt đầu nói chuyện với nhau kỹ hơn, nhiều hơn. Tại vì như thế là mình cho người con gái đó cái dấu hiệu là mình muốn nói chuyện với người ta nhiều hơn. Đúng không? Đúng. Còn hai này mà. Còn hai này, nhưng mà Chiến lại muốn tỏ tình với Kim. Biết rồi, cái này Khoa nói vừa trước là Khoa không thích người ta bị buồn. Hiểu không? Cái Chiến là thích Kim, nên Khoa với Kim vô. Khoa để cho Chiến nói chuyện với Kim nhiều hơn. Chiến, đó, cho. Tại vì Khoa không muốn Chiến cũng buồn. Nói chuyện với Kim thì thấy là Kim muốn Khoa tỏ tình chứ không muốn Chiến. Mà Chiến đã nói xong. Nói chung quyết định thì nha, ngày cuối cùng Khoa làm nha. Chưa biết. Khoa ăn 2 phần nha. Chưa biết. Oh yeah, 2 phần hả? Ủa, biết 2 phần luôn hả? Cảm ơn em. Đây là một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất của chị Tiên và chị Sa dành cho chúng ta. Ây da, uống vàng lên. Ủa là mọi người đi chơi, còn Khoa ngồi ở nhà cái gì vậy? Khoa là mặc mấy đồ này giống như là sáng ba mẹ chở đi vô nhà trẻ. Nóng thật sự. Em học chung lớp á, em nói ai. Ủa sao sao, mặc đồ ngủ đi chơi vậy thôi. À, xa ở đây lại Khoa ở nhà căn nhà. À là hai người ở nhà đi hái dâu đồ, đi làm nương làm rẫy hả? Đi làm vườn, đi lên rừng, lên rẫy. Mặc đi lên rừng, lên rẫy. Dễ thương. Chưa thay đồ à? Cái gì vậy trời? Đồ hồi sáng mà. Mọi người nói chuyện cái chưa thay đồ. Tưởng mặc đồ ngủ thật. Ủa giống đồ ngủ lắm luôn hả? Không, những cái đồ này đồ ngủ nhưng mà thức cũng được. À, xin chào các bạn nghe. Tối qua mình ngồi nói chuyện với người yêu cũ đúng không? Ừ. Đêm qua trước đi ngủ, người yêu cũ nhắn tin cho mình. Wow, tâm linh. Qua bạn em đi nhậu say, nên bạn ấy nhắn tin cho mình. Em say rồi, mình nhớ anh quá. Chết rồi. Mạnh mẽ quá. Anh mới bảo là, em à, anh không còn vương vấn gì nữa. Trả lời phủ. Trả lời sao trời. Chung lẽ giờ chắc là anh còn thương em nhiều lắm. Không phải, anh xin lỗi hoặc là không trả lời luôn. Không có lý do gì để xin lỗi đó. Và cũng không có lý do để không trả lời. Không mà đúng rồi á. Nếu mà chị là chị sẽ không trả lời. Em cũng sẽ không trả lời luôn á, thật sự. Tại vì nếu mà trả lời nữa thì bạn nó cũng đau lòng thôi. Tao thử nhắn tin cho mình. À thôi, em lặng đi đúng không? Nhưng mà vậy thì mình cũng hơi á. Anh là em cũng trả lời à. Ngu cái mà lại xem tin nhắn rồi mà lại không trả lời. Lỡ rồi nói vậy cái vụ. Cái áo. Cái áo gì vậy? À, cái áo khoác hôm qua chị mặc á, là cái áo khoác mà lần đầu tiên đi Đà Lạt chung với bạn đó trên này á, đã mua cái áo đó. À, tất cả đồ trên người mặc là toàn người yêu cũ tặng hết. Anh phải không bao giờ đi mua đồ hết. Không, còn cái áo này em tự mua anh, chứ không phải người yêu cũ. Lần đó đi Đà Lạt cho nên cố tình mua cái áo để đi. Còn cái này không. Phải ở nhà cầm dâu thôi à.
Sau bữa sáng, các thành viên tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ trước khi lên đường. Hôm nay, tất cả sẽ di chuyển tới ngôi nhà chung mới và thật tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với Barefoot Village vì có lẽ giờ đây, nơi này đã trở thành một vùng ký ức vô cùng sâu sắc và khó quên trong tâm trí mỗi thành viên Love House. Và chuyến xe tình yêu tiếp tục lăn bánh cho hành trình của mình. Điểm đến lần này chính là quảng trường Lâm Viên. Tại đây, các cặp đôi sẽ nhận một thử thách vô cùng thú vị. Các bạn sẽ chia thành 4 cặp: Khoa, Kim, Hằng, Duy Anh, Tiên, Duy, Sa, Chiến. Các bạn có 10 phút để chụp hình đôi thật lãng mạn và tình cảm. Cặp đôi nào chụp lãng mạn và đẹp nhất sẽ nhận được một phần thưởng của chương trình. Ôi, đây là thế mạnh của Kim rồi. Nhưng mà Khoa khi nào lên hình cũng hiếp hết đẹp rồi đây. Rồi tình cảm rồi được. Thì bay cho Khoa đi. Sao là sao? Chỉ Khoa đi. Có bây giờ chụp hình, có bây giờ chụp hình tình cảm với bạn gái chưa? Thấy chưa? Buồn rồi. 4 cặp đôi đã bắt đầu với thử thách của mình. Liệu sự kết hợp lần này giữa các thành viên có thuận lợi? Và cặp đôi nào sẽ có tấm hình lãng mạn nhất tại Đà Lạt? Đúng rồi, nhìn kỹ như là anh đang... Coi. Ui, xinh, được. Ui, đi lên trên này đi. Trên này là cái view này đi. Anh sẽ cõng em. Anh cõng em. Nhìn xong rồi anh cười, em cũng cười. Thì nó sẽ tình cảm hơn đi. Cõng luôn hả? Bởi vì em lợi thế của em là mặc cái quần này cho nên cõng được. Cho mấy bạn kia không cõng được đâu. Kiếu, chết 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 thiệt luôn hả? Quái thiệt. Ông chặt bao. Ok. Nhưng mà bây giờ biểu cảm như thế nào? Thôi cho em xuống kiểu này đi, em gồng khó chịu thật sự luôn. Kiểu này không có đẹp đâu, em thề. Tất cả những cái kiểu động tác thì mình chỉ cho anh Chiến chụp. Và có cái cảnh anh Chiến làm cái khúc mà kiểu hai người dịnh eo nhau thì mình thấy nó rất là gượng luôn á. Tại vì khi mà hai người không có cảm xúc với nhau á thì nó sẽ bị gượng lắm. Nhưng mà khi mà chụp xong ra được cái sản phẩm thì nhìn hình rất là đẹp, cũng khá là vui một tí. Bất quá, đổi đổi người. À, phải chụp cao lên. Lấy trời nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nhìn nhau cười đồ thanh xuân đồ. Thử coi. Lấy trời nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Không, vẫn luôn. À đúng rồi, qua cái chỗ gốc thông á, anh chụp cũng đẹp á. Cái thông á, còn dưới gốc cây, còn dưới gốc cây, hai người giữa gốc cây. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao mình vui quá vậy? Mình có vui quá không vậy? Đã lâu lắm rồi, Duy cũng không có quen ai hết trơn á. Cho nên là Duy cũng bị ngại trước cảnh mà chụp couple chung với người mà Duy mới tiếp xúc có 1-2 ngày thôi. Cho nên cũng hơi sợ nhưng mà thật sự cũng vui. Tại vì Tiên cũng phối hợp với Duy rất là thoải mái, rất là ăn ý. Cho nên Duy có một cái trải nghiệm giống như là vừa rung mà còn vừa thích, mà còn được Tiên dựa vào vai nữa. Cái nắm tay đó thì mình thích nhưng mà mình bị ngại ngùng á. Cảm giác giống như là mình mới yêu á. Đó, nó bị ngại trong cái những cái lần đầu mà nắm tay, lần đầu tiên là Duy được nắm tay Tiên luôn ấy chứ. Cho nên mình bị ngại, bị run nhưng mà mình vẫn thích. Có vẻ như Duy đã bắt đầu tìm được những cảm xúc đặc biệt trong mình. Anh chàng dường như để tâm và chú ý nhiều hơn tới Tiên. Nó có bị chói nắng không? Dạ không, xinh thật sự, lãng mạn thật sự. Mà chỉnh nên cũng không biết chỉnh cái gì luôn á. Đi, lẹ. Mình chỉ có 10 phút. À, hai đứa nắm tay nhìn ra ngoài kia đi. Đây, em đứng ở đây. Mình thấy là mình và Hằng khá là hiểu ý nhau. Từ những cái cử chỉ và những cái biểu cảm, rồi là các cái tư thế để chụp ảnh, các thứ cũng rất là hợp nhau. Hằng đưa mình đi, còn mình thì cứ nẹo đéo theo sau. Như kiểu là chị đưa em đi ấy. Thì thấy Hằng là một cô gái rất là tốt, dễ thương, xinh, rất là tuyệt vời. Ui, như ảnh cưới ấy nhỉ. Ui, cái này đẹp này, đúng kiểu năm 90 ấy. Cái này đẹp, em ạ, cái này đi. Ui, cái nào cũng đẹp hết. Chết rồi, cái nào cũng đẹp hết nhỉ. Ui, hay là chỉnh hình này luôn đi. Bên kia đi không? Đi qua bên kia đi. Ổng qua qua
Cổng hả? Cổng. Chắc là tao sẽ ngồi lên đầu. À, phải lộn. Ngồi lên đầu hả? Để cái mặt lên cái đầu của Khoa. Ngồi lên đầu hả? Không, phải ngồi lên đầu mà là để cái mặt. Như thế này. 1, 2, 3. Rồi nhìn cho tôi. Không, đừng có chung hả? Ai sao? Không. Xạo á. Không có chung. Giả bộ hôn đi. Không, ý là tôi sẽ như vậy, hiểu không? Tôi sẽ như vậy. Nhắm mắt lại đi. Không có chung mở, đừng có chung mở nữa. Tôi có hôn mở nữa mà chung. Ok, hôn mặt, quay trắng mặt hả? Cười bình thường, nhắm mắt lại. Mũi chẹo đi. Gì vậy? Có muốn thẳng không? Khoa cũng thích Kim nhưng mà Chopin nó giờ mất cười kỳ kì, vì Khoa không biết Chopin. Khi nào Chopin xấu quá hoài. Nhưng mà cũng vui, cười hoài. Tôi mệt rồi đó. Hai người này hùng nhau á. Hai người này hôn nhau trong những gì tình nghi của mình đó. Có hôn nhau không? Hai người này hôn nhau nè, phải hôn nhau mới chụp được. Chết rồi, ăn rồi cái sự hôn nhau rồi. Nụ hôn giữa Khoa và Kim chắc chắn sẽ khiến cho ai đó phải buông. Liệu Chiến sẽ làm gì để giành lại trái tim của người mình thích?